Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ trục cầu. Mình bán cho các bạn bộ này là để mục đích chế xe hai cầu hoặc là xe dẫn động mềm. Bộ này thì hoàn thiện hơn mấy cái video trước, có thêm cái mặt bích. Mặt bích này thì có bắt được phớt và gioăng để vào đó, thì khách hàng có thể hoàn thiện hơn. Đối với khách hàng mà muốn tự gia công phần khớp ấy, thì lấy trục ngắn này về các bạn nối với trục ca đăng để tự chế. Còn đối với khách hàng muốn mua hoàn thiện hơn ấy, thì mua hẳn cây lắp mềm này. Đây là cây lắp mềm các bạn nhé, cây lắp mềm giống như của ô tô. Đây nó có thể bẻ khớp đây các này. Đấy, đó, cong như này luôn. Cái này chuyển động mềm, chuyển động mềm cả trên đầu này và đầu này, giống như gọc ô tô. Thì một bộ nó bao gồm một sọ cầu, hai cái trục này hoặc là hai cái trục này, đấy tùy khách hàng lựa chọn, và hai cái mặt bích ốp hai bên này. Nó sẽ không bao gồm cái phớt các bạn bắt vào đây. Phớt ở đây là phớt 30-25 nhé. Đấy, phớt 35-25 là bắt phớt vào đây. Đấy, cái này bên mình có, bên mình sẽ bán. Còn nếu bên mình không có sẽ không có bao gồm trong này. Các bạn có thể mua ngoài thị trường. Và những cái con ốc này thì cũng có thể bên mình sẽ có hoặc là không. Tuy nhiên nó cũng là dòng ốc phổ thông thôi. Cái phớt này thì có thể dùng keo hoặc là phớt. Nói chung là bên lúc mua hàng thì các bạn trao đổi chi tiết hơn. Thì bên mình có thì có thế nào sẽ bán như thế và sẽ tính tiền cái đó. Kể cả là cái phớt này. Phớt này thì cũng có hàng đấy nhưng nhiều khi nó hết hàng. Đấy, tuy nhiên là mua ở phổ thông thì nó rất là dễ. Và cái tấm amiang để chèn bắt ở đây thì cũng có đi kèm theo luôn. Đấy, thì khách hàng mua thì yêu cầu thì mình sẽ tính tiền. Nếu như các khách hàng mà không yêu cầu thì sẽ bán hàng đúng như thế này thôi, chứ không có thêm. Đấy, vì vậy khách hàng xem vui lòng lưu ý. Cái giá của bộ sản phẩm này thì một là khách gọi điện để biết giá, hai là chat qua Zalo, và ba là các bạn có thể comment ở phía dưới sản phẩm. Thì bên em có bán ở đây hoặc là bán thêm trên cả kênh Lazada nữa. Các bạn nào theo dõi kênh trên Lazada thì có thể mua sản phẩm này được. Trên đó bên em đều có kèm theo. Đấy, chọn bộ nó như vậy. Ai mua món gì thì bán món đấy. Mua sọ cũng bán, mua mặt bích cũng bán, và mua cây lắp mềm này cũng bán, cây lắp ngắn cũng bán, đều bán hết.